gian. Sao lá lại chết thế này? Lá ở đây xanh tốt thế. Này lá đẹp thật đấy.
mẹ đâu hả chị? Mẹ đi, em đi đi kia rồi. Dạ. Mẹ. Có đi làm gì thế? Chíp à, với bà xem con gà. Mẹ đi rửa tay đã nhá. Ừ, mẹ mẹ đi. Chíp chíp con gà rồi. Ây ơi, mẹ đi rồi nhỉ. Vâng. Chưa khỏi hẳn đâu, vẫn ốm này. Áo đây nhỉ. Nóng lắm nhỉ. Mẹ ơi, nãy con đi bán hàng về con có mua mấy cân đạm kia xong. Mẹ con mình đi vun ngô thôi. Ừ. Bác coi cháu nhá. Vâng. Em với mẹ đi vun ngô. Cho nó tốt lên. Nó không lên đều, nó dốc vào chết. Chị này dễ vun luôn mẹ nhỉ. Ừ. Thì thôi. Mong sao nó tốt lên cho mình. Nó đi ra. Gà cho đẹp ăn. Con thấy đau đầu quá mẹ, mệt mỏi người quá. Mệt quá thì con đi vào nghỉ đi, mẹ vẫn làm cho. Thôi mẹ, mình hội nhau làm nốt cho nó xong mẹ. Sợ con mệt ốm. Đau đầu chóng mặt thêm. Thấy mệt lắm à? Vâng, con cảm thấy đau đầu mẹ. Ừ. Con vào nghỉ đi để cho mẹ nóng. Con nóng, người đấy. Dạ vâng. Con đội cái nón vào cho khỏi nóng. Mẹ đội đi ạ. Con ăn đi, con đội đi, con đang ốm. Cố gắng làm một tí nữa là xong rồi mẹ. Ừ.
Ôi con ơi. Ôi làm sao đấy con? Ơi. Này. Thôi. Con ơi. Con làm sao thế này? Đừng làm mẹ sợ con ơi. Con làm sao thế này? Mẹ sợ con ơi, đừng làm mẹ sợ mà con. Đừng làm mẹ sợ con ơi. Làm thế nào? Có ai không? Úp ơi. Con ơi. Mày làm thế nào đây? Làm thế nào đây con? Con ơi. Mẹ không lấy con đi vào nhà được. Có ai không? Làm mẹ sợ con ơi. Mày làm thế nào đây? Cháu ơi. Không biết cháu làm sao rồi. Chị ơi. Ôi, chị làm sao con? Chị làm sao thế? Mày không biết làm sao đâu, nó tự ngất đi rồi. Con ơi. Đừng làm mẹ sợ mà. Chị bị thế lâu chưa con? Mới rồi. Con đừng làm mẹ sợ mà, mẹ sợ con. Chị ơi. Chị Thu ơi. Tính lại đi con. Chị Thu ơi, chị tính lại đi thôi. Con ơi. Chị Thu ơi. Chị ơi. Mẹ sợ ơi. Lắm mà. Nó vào nhà. Con ơi. Chị ơi, tính lại chị ơi. Con ơi. Chị Thu ơi. Tính lại chị ơi. Con chị Thu ơi. Con không biết sao ngất rồi con này. Con này, con bị làm sao thế này? Con ơi, con bị làm sao thế này con ơi? Này, chị Thu ơi. Thu ơi, con làm sao thế này hả cô? Tỉnh lại đi chị ơi. Thu ơi. Chị ơi. Con ơi. Con làm sao thế này? Con sợ nha con ơi. Con tỉnh lại đi con ơi. Con ơi, người nóng nóng lùm bùm này. Chị ơi. Này cô bé. Sao? Con đi con xem nào. Con làm sao thế này à con? Chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Mẹ ơi. Chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Chị tỉnh lại nha chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Chị ơi, chị Thu ơi. Con ơi, chị tỉnh lại đi con ơi. Chị tỉnh lại chị ơi. Con ơi. Con nhìn mẹ đi con ơi. Ôi, chị tỉnh lại rồi cô ơi. Ôi. Chị làm sao thế? Đồ chị nóng quá. Con trong mặt lắm á. Con đi làm cả ngày về mệt quá, con không nghỉ. Chị thấy thế nào chị ơi? Chị thấy trong người thế nào rồi ạ? Chắc chị làm việc vất vả quá. Đêm mệt quá sức. Cho mẹ xin lỗi con. Con gái của mẹ. Ôi, chị tính lại là tốt rồi. Bây giờ chị thấy trong người thế nào ạ? Mẹ mệt, mẹ sợ con lắm. Cho chị nằm một lúc nữa là nếu mà chị không khỏe là cô với cháu là đưa chị đi lên trạm xem thế nào. Mẹ đi đâu mẹ. Bây giờ đi lên trạm tốn kém lắm mẹ, con không sao đâu. Hàng tuần vừa rồi con đi bệnh viện, đưa Tún đi bệnh viện trong cả tuần nên không được ngủ, ăn uống cũng không được đầy, nó bị mất ăn mất ngủ. Sức khỏe yếu. Chào nên con mẹ. Mới bị ngất như thế. Con nằm một tí rồi sẽ tỉnh được con mẹ. Con ơi thương con quá. Mẹ đừng khóc nữa, không sao đâu mẹ. Con nghỉ một tí rồi khóc. Cả gia đình chúng ta trông chờ vào con. Ở đây có thuốc gì không hả cô? Ừ có. Mẹ đi tìm nước. Không có thì tỉnh lại chị uống nước. Khổ quá. Để mẹ đi làm miếng cháo nhé. Cô làm cháo ra để tím để uống thuốc. Cho chị ăn vào xong rồi chị uống thuốc. Nào, mẹ đã uống con này. Âu. Ui trời ơi. Ôi. À ừ. Chị thế nào chị? Con thấy bình thường.
Nên chỉ cảm thấy đau đầu, hơi chóng mặt một chút thôi. Lâu lắm rồi em cũng sang đây thì em quyết định là sang đây thăm chip với qua ghé chị xem con gái em gửi chị giờ thế nào rồi, mà lại sang này thấy chị đang nằm ở vườn kia. Thế chị làm gì mà vất vả, chị gất ngoài kia này. Hôm con em ốm xong rồi đi viện nên là em chăm con nên là vất vả không được ăn ngủ. Chắc là em thiếu ngủ thì nó hoa mắt chóng mặt ngất rồi. À, chip ốm à? Dạ vâng. À, anh bế em ở đây. Thì em thấy chị nằm ở ngoài vườn ấy thì em cũng bế chị vào trong nhà. Em cảm ơn anh nhé. Lần sau là chị giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có mà cố làm việc quá chị ạ. Dạ vâng. Vâng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Có mỗi chị thôi, bây giờ chị mà làm sao thì cún biết cho gầy bà ai. Thôi chị cứ nằm nghỉ một chút đi để cô nấu cháo xong là chị dùng ít cháo xong là uống thuốc vào chắc không đỡ. Cô ơi, cháo sắp chín rồi cô ơi. Ừ, còn một tí nữa, sôi rồi. Biết con ốm lại mẹ ốm à? Jin. À. Jin. Wa. Ừ. Ồ. Ngoan nhá. Ừ. Ê. Ú. Ừ. À. Nào chị thấy đỡ thế nào chưa chị ơi? Chào Jin chưa? À, xem cháu của mẹ xong chưa? Xong là... rồi, chín rồi. Này, cho nó ăn nè. À, vâng. À, để. Chú đi đỡ mẹ đây nào. Úi dồi. Cháu nhé, ăn miếng mấy miếng cháu. Dạ vâng, mẹ bỏ con em khác xúc rồi. Cháu nóng đấy, chị cứ ăn từ từ. Có ăn vào, có ăn vào xong rồi uống thuốc. Ừ. Con gì phải cố ăn vào nhá. Còn có sức để mà còn trông con nữa. Ờ. Ăn đi con. Con chị cố ăn, ăn uống vào xong rồi còn uống thuốc. Không muốn ăn nữa. À mà con này. À cô ơi. Ăn nữa xong rồi uống thuốc. Với chị là hôm trước là em cũng vừa đi tập huấn ở dưới kia về là thấy mấy anh em ở trong ở trên cơ quan cũng kể một là hôm trước là cô ấy, nhà bà ấy là có tranh mâu thuẫn gì mà bị phạt tiền. Cái đợt hôm đấy á thì cô cũng có xích mích với bà của chip đấy, bà nội ấy. À vâng. Nên là xảy mâu thuẫn, xảy ra chuyện nên là bị cơ quan chức năng phạt một tí. Hôm đấy là cháu cũng thấy mấy anh em ở trong cơ quan ấy cũng kể qua thôi thì bảo là đấy chú gia đình chị với cô ấy là có xin mít với gia đình bà bên nhà anh kia là không biết với là không biết là cô có nộp phải nộp phạt bao nhiêu tiền mất 5 triệu à. Ừ. Cô nó cũng đi vay mượn bây giờ cũng đang nợ người ta rất là vất vả. Mình vay ngoài hay là mình mượn anh em thế nào? Vậy ngoài để lấy lái cho. Vậy lái à? Ui, vậy lái ngoài là lãi suất nó cao phết đấy cô ạ. Ừ, lãi suất cao. Vâng. Thế mà cô với chị này chẳng gọi điện cho cháu. Lúc đấy cô cũng không nhớ. Cô đến lúc đấy cũng lung tung quá là nữa. Hôm đấy cô cũng suy nghĩ nó nông cạn quá nên là đã xảy ra chuyện. Vâng. Buồn lắm. Đấy. Thế mà chị cũng không gọi cho em để có gì thì em gọi bạn, em không có thì em gọi bạn với anh em thì giúp đỡ, nó phải vay ngoài nó nhất là nó lãi suất với lại họ. Thôi em cũng làm phiền anh nhiều quá rồi em cũng ngại, xong đến lúc đấy em cũng chẳng nghĩ đến. Có gì đâu, chị em mình quen biết nhau thì có gì giúp được thì em giúp, còn tiền thì em không có nhiều đâu, nhưng mà nếu mà mượn thì em cũng có thể giúp được chứ không có lãi suất gì.
Thế chị mượn ngoài này thì bây giờ mình phải nuôi con nữa. Bây giờ lấy giờ kiếm cho mà tiền mà để nuôi cháu ấy, còn còn chị nữa. Để kiếm để trả cho người ta. Đến cái gì cũng nhờ đến anh, em cảm thấy ngại. Em lúc đấy thì công việc nó như thế lúng túng nên là em cũng không nghĩ gì đến ai nữa. Thế anh để... anh nhà anh nhà cũng không không giúp được gì à? Anh bố của Cún ấy. Anh đấy chắc cũng không biết chuyện này xảy ra đâu. Chả biết là về mẹ anh ấy có nói cho anh ấy biết không. Đi, uống thuốc đi con ạ. À, chị uống thuốc đi. Uống thuốc đi con. Dạ vâng. Con đau đầu chóng mặt phải uống lại thuốc này. Vâng. Rồi. Thằng con nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm nốt cái chỗ kia cho nó xong. Thế chị nằm xuống nghỉ một lúc đi. Trông chíp cho một lúc. À không. Chị là cô với cháu là ra ngoài. Cháu giúp cô một tí. Ôi, vừa trông chíp cho cháu rồi. Về chơi nhá. Nhìn nhìn. Về đây nhá. Nào, quay lên kia ngồi nhá. Ui. Ngồi đây nhá. Con ngồi đây nhá. Úi giời. Đây. Nào. Đấy. Con ngồi. Em nhà nhá. Em sao nhá. Làm cháu vất vả rồi. Từ hôm sinh bích ấy, về là chị em đi làm cái gì hả cô? Đi bán hàng. Bán hàng hả? Có thời gian nghỉ mà. Thế bảo là Cún ốm làm viện lâu không cô? Mình một tuần cháu ạ. Một tuần cơ à? Cháu cũng vừa về nên cũng nắm mẹ kể thì cháu chỉ biết sơ qua. Thế cháu mới định là mẹ sang đi thì sang mới gặp hai mẹ con cô thì thế chắc cái thú nó cũng nghĩ nhiều quá đi nên nó mới nghĩ quá căng. Vậy con biết thế cô cũng không về, về làm, về làm khổ con khổ cháu buồn lắm. Vâng cô à, ai chắc... chẳng thế nhưng mà ai cái này không ai muốn đâu, qua là mình cái việc này mình cũng ngoài muốn, ai muốn thế. Không ngờ là về nó trông nó được, nó bị va vào cái cảnh như thế nên cô mới xảy ra như thế thôi. Ai cũng có con cháu, tiên nhất thì ai cũng muốn về nhà thăm con cháu. Qua là mấy nữa chắc chắc cô phải lại đi sang bên đấy làm ăn. Cô lại định đi làm tiếp à? Ừ, cô lại đi làm tiếp. Cô lại đi thì chắc chị kiếm tiền khổ thú cái không rồi, nó một mình nó còn con nữa, nợ đống nợ này cô còn tiền đi vay nữa chứ. Đống tiền đi vay thế này cô cũng không yên tâm một tí nào luôn.